Thưa quý vị, mấy chục năm nay gắn bó với công việc là thu gom rác thải, nhận thấy những đồ vật vứt đi này có thể còn có thể tái sử dụng, thì ông Tống Văn Thơm là chủ tịch nghiệp đoàn rác quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã nhặt nhạnh thu gom về và tái chế thành những vật dụng rất là hữu ích. Và chứng kiến khối tài sản tái chế từ rác của ông Thơm, nhiều người đã không ngần ngại đặt cho ông những danh xưng rất là dễ thương như là phù thủy ve chai, phù thủy rác thải hay là chuyên gia tái chế rác thải. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với phù thủy ve chai Tống Văn Thơm trong chuyên mục khách mời hôm nay. Rồi, người đẹp ơi, còn rác không? Mở ra luôn nha. À, đó rồi, rồi. Còn tiền này. Ừ, không bỏ ra ăn lát khiếu nại nha. Gần 50 năm gắn bó với nghề thu gom rác, chứng kiến lượng rác khổng lồ thải ra môi trường mỗi ngày. Trong đó có nhiều thứ còn có thể tái sử dụng. Ông Tống Văn Thơm đã góp nhặt về, tự mày mò, lắp ráp để tạo thành những vật dụng hữu ích. Từ chiếc tivi, cassette tới quạt trần, đồng hồ đến hàng ngàn vật dụng khác. À, cái quạt này đó, nó đúng ra đó là cái quạt bị cháy thì họ văng ra, họ bỏ ra. Thì sau khi họ bỏ ra đó thì cái đúng ra cái lỗi cốt của nó là nó có 110 thôi, nó không phải 220. Bắt đầu chưa, tôi mới đem về, tôi bắt đầu tôi mới quấn cho nó chạy rồi. Thì chạy rồi thì cái cánh nó không có, nó chỉ có 3 cánh thôi. Thì lúc đó tôi làm bên cơ khí ở bên tháp 7 năm sau đó. Trong đó thì có mấy chiếc xe mà nó hồi xưa mấy cái miếng kiến trước đó, nó là mê ca, bây giờ nó là kiến thí sinh không à. Thì nó bể góc đi thì nó bỏ, thì tôi mới lấy về. Về tôi bắt đầu mới cắt, bắt đầu mới tôi mới gáp vô. Ráp vô xong, bật thì nó còn nó bung ra, thấy nó ốp trở lại thì nó mới thành công. Mà cái này cũng làm kỳ công lắm. Từ chỗ tận dụng những thứ bỏ đi, ông đã mày mò tái chế thành công những vật dụng cho gia đình mình, vừa chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để sắm sửa. Đầu tiên thì mình thấy chú mang rác mà người ta vứt đi đấy, thì chú về chú vẫn làm lại được. Thì mình rất là ưng ý. Ngôi nhà nhỏ của ông sau mấy chục năm nay đã ngập tràn các vật dụng tái chế. Nhưng ông vẫn không thể từ bỏ công việc này. Bởi theo ông, việc nhặt nhạnh, tái chế lại các sản phẩm từ rác sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Và hơn hết là qua đó giúp mọi người nâng cao ý thức, giúp môi trường sống ngày một xanh hơn, sạch hơn. Hải Triều xin chào quý vị. Tò mò với lại nhân vật của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, thành ra là Hải Triều đang có mặt ở tư gia của chú Tống Văn Thơm, ở nơi mà khi mà đến đây thì Hải Triều rất là ấn tượng và bất ngờ với rất nhiều những cái vật dụng tái chế được chú để khắp nhà của mình như thế này đây. Và ngay bây giờ thì Hải Triều xin mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với lại chú Tống Văn Thơm ạ. Xin chào chú Thơm ạ. Dạ. Sáng nay thì sức khỏe của chú như sao? Mấy tháng nay thì sức khỏe cũng kém nhiều lắm rồi. Ôi trời. Tại vì thức đêm quá. Mệt vậy sao không nghỉ nên mà vẫn làm? Đâu có ai cho nghỉ đâu. Nghỉ thì không ai trả lương. Cái việc mà chú đi thu gom mà rác mà tái chế á, để mà mang về nhà giống như vậy nè, là bắt đầu từ khi nào? Từ năm 1988. Khi mà thành phố có cái lệnh mà phân loại rác từ nguồn với cái như là tái chế để tiết kiệm, để mà giảm đi cái môi trường á. Thì kể như là mình hồi xưa mình làm không có tiền. Thì mình muốn sắm cái tivi mình cũng không có tiền, hay là mình muốn mua cái đầu đĩa cũng không có tiền. Thì mình thấy người ta vứt đi thì mình tiếc. Mình đem về. Thì mà mình cải tạo nó lại, mình xài gia đình. Thì thấy làm được rồi, thì khi mà có cái lệnh mà lấy như vậy thì mình có điều kiện mình làm rác, thì họ văng cái gì ra mà mình thấy có thể là mình râu này cắm kia được, mình tạo lại được. Thì mình làm lên, thì từ từ làm riết càng ngày nó càng nhiều. Thứ nhất vừa làm vừa cho, vừa làm vừa cho mà nó còn như thế này. Sự thật là mà nói mà không làm như vậy á thì thành phố này càng ngày cắt càng nhiều cái vấn đề rác, gọi là ô nhiễm nữa. Tại vì em biết là thứ nhất là cái mấy cái bóng đèn, thứ hai là mấy cái tivi, cái thứ ba nữa mấy cái điện tử, mà nó là trong đó là toàn là cái chất độc không à. Nó là phóng xạ nó chất độc lắm. Cái đó mà thứ nhất là nếu mình đem xuống chôn á thì nó ô nhiễm cái nguồn nước, nguồn đất, phân hủy lâu lắm. Mà nếu đốt á thì cái không khí của mình hít vô này nó sẽ bị ung thư, bị sẽ bị này kia. Thành ra gì chỗ đó thì khi mà chú đã làm bên cái ngành môi trường này thì chú suy nghĩ là hầu hết các thế giới người ta cũng yêu cầu như vậy. Thì mình cảm thấy là nó là đúng chứ không sai. Thì bây giờ á
tuy là mình không có điều kiện nhưng mà mình tạo được một cái phần nào được nhỏ bé để mình giúp cho cái xã hội của mình nó đỡ hơn. Cái này chú giữ lại. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là chú tiết kiệm lại được những cái món đồ này, có thể cho nó sống lại trên mặt đất 10 năm, 20 năm nữa. Hoặc là người kế bên hàng xóm, hoặc là mấy cái nhà trọ hiện tại giờ họ nghèo, họ không có xài. Có thể mình cho người ta. Tại vì cái này mình không có tốn tiền, mình chỉ có tốn sức, tốn công thôi. Đến thời điểm hiện tại là chú có thể mình tính được là bao nhiêu cái đồ tái chế, hoặc là cái số lượng, cái khối lượng nó được bao nhiêu không? Khối lượng á, thì nếu mà nói rồi tái chế thì khoảng chừng 2.000. Còn mà nếu mà nói về khối lượng hiện tại tại nhà đó, là trên 5.000. Trước đó, đó thì các cái tỉnh nó còn nghèo lắm. Các tỉnh nó còn nghèo lắm. Vì cho đó thì chú mới làm cái này nè. Người ta đi quỹ lạo á, chú gửi đi. Tivi, truyền hình, cassette, đầu đĩa gì. Chú gửi đi. Thì chú gửi đi á, thì làm không kịp. Long Xuyên, Gạch Giá, Cà Mau gì tùm lum. Làm không kịp. Không có để mà làm. Tại vì mình giặt mà đâu có phải có hoài. Đó. Cái từ từ bắt đầu cái cuộc sống của họ lên cao, nâng cao lên rồi. Thì cho họ không nhận. Đem đi bao nhiêu lần cho họ không nhận, bắt đầu trả về, trở về, giờ chắc từ từ chắc lên một đống. Đến thời điểm này á, thì các thành viên trong gia đình của chú còn ủng hộ công việc của chú không? Bà xã nè, rồi ba người con của chú nữa, thì có tiếp tục ủng hộ cái công việc hiện tại của chú không? Nói chung thì bà xã thì vẫn đi làm với chú hàng ngày. Đó, thì cũng vẫn bình thường thôi, nhưng mà cái vấn đề ủng hộ của các con á, thì họ không ủng hộ. Vậy mấy đứa nhỏ nó cứ nói là bây giờ thôi ba nghỉ đi, tụi con hùng lại nuôi ba với mẹ anh. Dạ, nhưng mà con thì con đang rất là thắc mắc là không biết nãy chú nói á, bây giờ là hơn 2.000 cái vật dụng tái chế mình cất ở trong ngôi nhà của mình như vậy, thì chú tính trong thời gian tới nè, mình xử lý những cái vật dụng này như thế nào, tại vì để lâu quá cũng không tốt. Thì đúng, chú suy nghĩ là chú cái này là chú suy nghĩ rất là nhiều, chú hợp tác ở bên mà tờ Việt, tái chế Việt á, ở Thủ Đức á, là có cô Bích này. Lúc trước cô có làm dự án của hợp tác với chú để mà mở mấy cái trường dạy nghề cho mấy em sinh viên. Để chỉ lại thì thời gian chú cũng có đi ra ngoài đó. Đó thì hợp tác với chú đâu được một năm để tìm mặt bằng để giải quyết cái này. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng không được. Đó, thành ra càng ngày nó càng nhiều. Nhưng mà bây giờ nói là chú ngưng thì không ngưng được. Không ngưng được, tại vì em biết tại sao mỗi một ngày ra một món đồ mà người ta bỏ đi thì cái món đồ đó rất là giá trị. Mà trong khi cái giá trị đó họ đem đi vứt. Mà có thể là mình làm trong vòng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ sau thì cái món đồ nó sẽ sử dụng lại được rồi. Nghe câu chuyện của chú, cái công việc của mình làm suốt mấy chục năm qua, thì mấy chục năm đó chú thấy là cái ý thức của người dân trong việc làm thu gom rác tại nguồn nè, hoặc là trong cái việc là chúng ta sử dụng những cái đồ tái chế thì như thế nào chú? Thì cái này là làm rất là lâu, rất là nhiều, phổ biến cũng rất là nhiều cái địa phương. Nhưng mà thật sự ra mà nói á, thì nó không đạt kết quả. Khi phát động phong trào á, thì làm y xèo, làm răng rộ, làm y xèo, thùng rác, cái này phân cái này, phân cái này, phân cái này. Đó. Cuối cùng làm lễ, làm này kia, cái nọ, dân tình làm y xèo. Gốt cuộc rồi qua một ngày, hai ngày, ngày thứ ba là thì vẫn như cũ. Y như cũ. Đấy, thành ra là cái việc quan trọng nhất là chúng ta làm sao thay đổi được cái ý thức của người dân trong cái việc là phân loại rác, cũng như là trong cái việc chúng ta sử dụng những cái vật dụng tái chế trong gia đình của chúng ta, phải không? Đúng nào rồi. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn chú ạ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi câu trò chuyện của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.